Tối qua tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và đại diện các lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương và những người làm truyền hình cả nước. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 trở lại sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 với nhiều điểm mới. Đáng chú ý nhất, từ năm nay, liên hoan được tổ chức 2 năm một lần, xen kẽ với liên hoan phát thanh toàn quốc để đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan. Thời gian tổ chức dự kiến sẽ vào quý 1 sau Tết cổ truyền dân tộc. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 có hơn 700 tác phẩm tham dự thuộc 11 thể loại và là kỳ liên hoan đánh dấu sự trở lại của thể loại phóng sự ngắn, vốn là thế mạnh và đáp ứng nhu cầu mong mỏi của các đài truyền hình trong cả nước. Liên hoan còn mở rộng thể loại video trên nền tảng số, bổ sung hạng mục tiểu phẩm truyền hình, video ca nhạc, điều chỉnh thời lượng tác phẩm và quy định về một số thể loại khác để phù hợp với thực tế sản xuất truyền hình hiện nay. Sau khi thực hiện nghi thức khai mạc, các thành viên của 11 ban giám khảo chấm thi tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cũng được giới thiệu đến các đại biểu. Trong khuôn khổ liên hoan cũng đã diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên môn, triển lãm ảnh v.v. Với thông điệp tôn vinh đam mê, khuyến khích đổi mới, cập nhật xu hướng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 diễn ra trong 4 ngày sẽ là ngày hội đáng nhớ, là nơi gặp gỡ và chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn với những người làm truyền hình.